Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, dầu Nguyễn Công Khế là con tắc kè hoa luôn đổi màu để ngụy trang luồng lách mưu lợi cá nhân, chứ không có phần trăm nào gọi là lý tưởng tốt đẹp gì hết. Nhưng đã là kẻ gian thì lưới trời lồng lộng chạy đâu cho thoát. Mỗi lần nghe tin quan chức bị vào lò, thực tình cảm xúc cứ vui buồn lẫn lộn vì còn có chút đáng tiếc. Nhưng với đối tượng này thì chỉ có vui mà thôi chống di biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết Lưới trời lồng lộc bài viết của Nguyễn Ran. Vậy là cuối cùng y cũng bị trả giá, đúng là lưới trời lồng lộc chạy đâu cho thoát. Không biết lần này y có ngoan ngoãn thành khẩn khai báo, tuốt luốt như lần y bị cảnh sát ngụy ở Đà Nẵng bắt năm 1972 vì tham gia phong trào của Tổng đoàn học sinh không nhỉ. Lần đó, do sự khai báo của y mà hàng loạt người trong tổ chức đã bị địch bắt bớ thủ tiêu, y trở thành một kẻ chiêu hồi rất đáng sợ từ lúc đó. Sau năm 1975, bút lục khỏi cung vẫn còn lưu, nhưng không hiểu sao y vẫn leo lên đến tổng biên tập báo Thanh niên từ năm 1998 đến 2008, rồi chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn truyền thông Thanh niên từ khi thôi tổng biên tập đến lúc bị bắt ngày 16 tháng 1, 2024. Có lẽ như nhiều người đã từng làm việc chung với y đánh giá, Nguyễn Công Khế là kẻ phàm ăn tục uống, nhưng giỏi luồn lách, mưu mô xảo quyệt, tiểu nhân và cơ hội có hạn. Nên những vết đen chiêu hồi trước 1975 và quá trình chui vào báo chí chính thống đều được làm mờ hoặc bị tẩy trắng chăng? Y làm báo, nhưng tài sản của Y có thể xếp vào hàng đại gia có số má hiện thời người ta đồn rằng nhà đất của y ở trong nước và ở Mỹ thì đến tầm bầu đức cũng không sánh được. Lần này, y bị bắt vì tội làm thất thoát tài sản nhà nước, phù phém biết đất công thành của tư ở khu Vân Đồn, quận 4. Nhưng đây có lẽ mới chỉ là cửa mở để đi vào những khuất tất khác tiếp theo mà y là con chuột cống đục khoét lâu nay. Một kẻ thường xuyên múa mép trên đài BBC thì cũng đủ thấy y thuộc thể loại nào rồi. nhìn bản mặt của y, nếu giải mã thiên nhân tướng học, có lẽ cũng có nhiều điều thú vị ứng với nhân cách hành tung của y từ lúc chiêu hồi đến hiện tại. Dầu y là con tắc kè hoa luôn đổi màu để ngụy trang luồn lách, mưu lợi cá nhân, chứ không có phần trăm nào gọi là lý tưởng tốt đẹp gì hết. Nhưng đã là kẻ gian thì lưới trời lồng lộng, chạy đâu cho thoát? mỗi lần nghe tin quan chức bị vào lò thực tình cảm xúc cứ vui buồn lẫn lộn vì còn có chút đáng tiếc nhưng với đối tượng này thì chỉ có vui mà thôi cũng thể loại này còn anh em nhà nọ không biết đến thời điểm nào thì bị úp lưới cho sạch đám hai mặt núp lùm báo chí